Từ hôm nay thưa quan cũng lượn lượn là không gian mạng, lượn là không gian mạng tí, gặp mấy thằng tự nhục con á, người mắc cười, tôi qua mắc cười thôi. Cái câu chuyện mà thời gian mấy bữa nay nó xuất hiện cái đoạn clip mà của một ông cụ nào đó, thì theo thưa quan biết là mình chỉ biết là vị đó là lớn tuổi thôi. Thì không biết ở đâu, không biết là đang ở Việt Nam hay ở nước ngoài. Tức là một cái câu phỏng vấn của một cái cô nào đó đề cập tới câu chuyện mà ông ta có phản biện lại với một như là một người nào ở bên nước ngoài á, về vấn đề gọi là tại sao nước của ông không có tủ lạnh vậy đó. Mọi người nhớ chắc mọi người biết đoạn clip đó đúng không ạ? Thưa quan có đang, thì ông ta mới phản biện rằng là nước chúng tôi là ăn đầu tư sống không à. Nó đại khái là như vậy. Và từ xưa đến giờ đó thì cũng không có tủ lạnh, cũng không ăn đầu tư sống thôi đó. Và cuối cùng cái câu kết của ông ta là cái quan trọng á, là chúng ta nên quyết định chọn nơi nào chúng ta cảm thấy hài lòng và hạnh phúc, đúng không? Thì theo thưa quan thấy là cái điều của ông cụ nó nói hoàn toàn nó đúng, nó hoàn toàn chính xác. Cái quan trọng nhất là con người là gì, chúng ta biết hài lòng và biết như thế nào, cái nào mà chúng ta cảm thấy nó hạnh phúc, chúng ta hài lòng thì chúng ta chọn cái đó cái nhất. Còn cái câu chuyện tủ lạnh á, thưa quan chỉ hiểu nôm na là trên nghĩa bóng. Nghĩa bóng là gì? Tức là ông cụ phản biện lại cái tiêu chuẩn kép, cái tiêu chuẩn kép của phương Tây á, là cho rằng là Việt Nam lạc hậu hay đại khái gì đó mà không biết xài tủ lạnh. Thưa quan cho rằng là như vậy, đó là một cái sự trao đổi phản biện về cái tiêu chuẩn kép. Và ông cụ phản biện rất là hay, thưa quan cảm thấy là ông cụ phản biện rất là hay trong cái vấn đề đó. Để thưa quan mở lại cái đoạn clip đó đi cho mọi người nghe cho nó dễ hình dung hơn, đúng không? Mọi người chờ thưa quan tí. Một thằng Mỹ nó sang nước mình, nó bảo các anh nước kinh nghèo quá, đến cái tủ lạnh mà các anh không có nữa. Thầy trả lời, nước chúng tôi có cần tủ lạnh đâu, nước chúng tôi ăn tươi mà, chúng tôi đi chợ là 1 tiếng trước khi nấu cơm. Mà chúng tôi ăn cái gì? Chúng tôi toàn ăn cá với rau, là những cái mà toàn thế giới đều nhìn nhận là tốt nhất cho sức khỏe. Nhưng mà chúng ta lại bây giờ cứ mơ phải có tủ lạnh cơ. Mà phải nói với thằng Mỹ rằng là tôi không cho phép bạn đo chúng tôi bằng tiêu chuẩn của các bạn. Là chúng ta đừng có nhất thiết phải chọn những cái tiêu chuẩn của những nước mà nó tự gọi là những nước văn minh. Hãy chọn những tiêu chuẩn của những nước hạnh phúc. Đại khái nội dung nó tương tự như của cái clip Thăng Long TV á mọi người. Đại khái này các tôi bạn đi qua sang mở cho mọi nước người xem. Nhật, nhất là các bạn gái đi sang nước Nhật xong bắt đầu lên mạng tuyên truyền cái kiểu là nuôi con kiểu Nhật, cái đầu ăn nó bảo là ăn nuôi theo công chức, công chức nuôi con theo phải để tủ lạnh ươm đủ, mẹ tổ đấy chứ, đồ ăn tươi sống mà chả ăn ai, ra chợ kiếm con tôm nó còn đang cười dãy hình ảnh cái về nấu cháo cho con ăn, còn nấu bột cho con ăn còn chả ăn ai, nó còn bỏ trong tủ lạnh. Sao nó khoe đây là cách nuôi của người Nhật, đây là cách nuôi. Làm sao mà cách đấy được, ăn tươi sống vẫn ngon. Chúng nó là chủ nghĩa ích kỷ cá nhân hiệp hòi cộng với cả cái xã hội công nghiệp. Cái xã hội nó không có tiền nhiều, cái xã hội nó là tài phiệt, nó có tiền, cái bọn lao động gì có nhiều tiền đâu. Làm sao nó ở nhà đến 1 năm như mình để nuôi con nuôi cái khỏe mạnh đâu. Thế nên nó phải đương nhiên nó phải để cái câu chuyện là đồ phải để sẵn trong ngăn tủ, nó phải có cái công nghiệp gọi là công nghiệp nuôi con, là phải sữa phải ấn từng cục một, xong là đồ phải vứt vào trong tủ lạnh đủ đủ trong sofa quấy 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 quấy. Thế là bắt đầu nó bảo là phải học cái nuôi con mà chỉ là kiểu Nhật nhô Đúng nhăng rồi, đại em khái truyền vớ vẩn. Thứ hai là đưa đón con là mình có tình ông bà có bố mẹ để đưa cho con cái đi để có cái tình cảm giữa con người với con người. Đúng Còn rồi. con nói nó vô cảm, nó vứt bè đấy. Đừng có dạy dỗ cái chuyện đó anh em, con cháu ơi, đừng có nghe chúng nó như thế. Các bạn cứ lên mạng xem mấy cái đứa nhỏ nhỏ đi lấy chồng Nhật, xem nó có đúng là lên mạng nó dùng tiếng Việt để nó tuyên truyền không. Ôi trời ơi, nuôi con phải công thức, em xem là phải để tủ lạnh, phải để chỗ nọ chỗ kia đủ tiền quấy quấy cho con ăn, rồi người dân người ta cho con đi học là cứ kệ cái gì tình cảm con người. Mình là một chủ nghĩa cộng đồng, mình là văn hóa làng xã, tình trên tình làng nghĩa xóm, giọt máu trên giọt máu dưới, người anh đưa người em đi học, đúng rồi, ông đưa cháu đi học, nó là cái tình cảm, nó là một cái xã hội cộng đồng được xây dựng bằng cái kết nối bởi tình cảm của con người với con người. Mẹ nó toàn đi tuyên truyền cho bố lão, còn chúng mày cày như chó, cày là cái gì, sống thì có tứ khoái chứ gì. Chưa sáng ra đã dậy xong đi ngục ngục như châu thu mà chen nhau, sợ nó đuổi việc, sợ mất việc,
Cho nên các bạn trẻ hết sức cảnh giác, nhất là các em con cháu. Mình phải cảnh giác cái chuyện đó. Đó, thì nó đại khái nó na ná như cái nội dung nó na ná như vậy đó mọi người. Thì tôi quay xin nhắc lại nha. Đó là cái câu chuyện mà một cái ông cụ nào đó. Thì đó, thì cái bọn tự nhục á, nó mang lên nó bêm ông cụ. Nó bêm ông cụ đó. Chào Việt Rai. Nó cho ông cụ đó là cái gì đại khái là đi phản khoa học với cái tiên tiến hiện đại. Bây giờ đất nước phát thế giới phát triển thì phải xài tủ lạnh thế này thế kia. Và ông cụ nó thế này thế nọ, đại khái vậy đi. Thì ở đây á, thì như Thơ Quang nói, với góc nhìn của Thơ Quang á, đó là câu chuyện gì? Câu chuyện cái ông cụ đó đó, ông phản biện lại về gọi là cái lập luận là tiêu chuẩn kép của cái bọn phương Tây. Đại khái nó cho rằng là ở tại sao Việt Nam lại không xài tủ lạnh gì đó, không biết để xài tủ lạnh vân vân. Nó giống giống như cái clip của Minh Tiến nè. Thì ông cụ nói rất là rõ, tại sao chúng tôi phải xài? Đúng mà, trong khi đất nước Việt Nam chúng tôi là an toàn, là đầu tư sống, và muốn ăn cái gì thì bước ra khỏi cửa, ra khỏi nhà mua là có ngay, mà hoàn toàn đầu tư sống, không cần nhất thiết phải bỏ trong tủ lạnh, đúng không? Vậy tại sao chúng tôi phải nghe theo các ông là phải là trang bị tủ lạnh thế này, trang bị tủ lạnh thế kia để được cho rằng là đất nước tiên tiến? Thưa quan thấy rằng ông cụ phản biện rất là đúng. Ông cụ đó là ông phản biện lại cái luận điệu của cái đám tiêu chuẩn kép, nó muốn mang những cái gì đó nó cho rằng là tiên tiến văn minh của phương Tây áp đặt vào Việt Nam chúng ta. Thì dĩ nhiên với cái cuộc sống mà xã hội hiện tại phát triển, đúng không ạ, thì cái chuyện mà tủ lạnh, tivi là cái chuyện bình thường. Và tôi quan tin rằng là những gia đình ở Việt Nam chúng ta là trang bị tủ lạnh là để những cái đồ gì mà họ muốn giữ đông thôi. Chứ còn thực ra thì cái cuộc sống của người dân Việt Nam thì cứ ăn tươi thôi. Thích gì cứ bước ra ngoài mua là có rồi, cần gì phải tủ lạnh. Chỉ có những nhà nào, thí dụ như họ vì công việc nhiều, đúng không ạ, thì họ mua hồ để tủ lạnh, mà cùng lắm hồ để một ngày hoặc hai ngày thôi. Chứ không như ở nước ngoài là phải để cả tuần hoặc thậm chí là hai tuần đi chợ, một tuần đi chợ một lần, hay hoặc thậm chí là hai tuần đi chợ một lần. Thì cái đó là để nói lên gì, hoàn toàn cái về gọi là cái văn hóa và cái nếp sống. Như chúng ta nói là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Ok, cái chuyện mà nước phương Tây các bạn phát triển gì đó, các bạn xài tủ lạnh, xài ăn đồ cấp đông, đó là quyền của các bạn. Nhưng các bạn đừng có mang cái quyền đó các bạn áp đặt vào Việt Nam chúng tôi. Việt Nam chúng tôi hoàn toàn khác. Đúng rồi, Việt Nam chúng tôi hoàn toàn khác. Mọi người cứ hình dung xem, từ xưa đến giờ cha ông chúng ta, đất nước Việt Nam chúng ta, từ những cái thời xưa khá khổ đó, thì làm gì có tủ lạnh? Đúng không? Làm gì có tủ lạnh? Thậm chí những gia đình ở miền quê hay là như thế nào đó, họ thích thì họ bước ra sau nhà, ra sau vườn thôi. Họ bứt vài cọng rau, họ bắt vài con cá lên là họ làm, họ có ăn ngay và luôn. Đem tiên tiến ra thì dụ được lũ Việt Nam Cộng Hòa thôi, chúng nó ham tiền, ham tiên tiến rồi làm nô lệ, đúng không Trần? Nhưng mà ở đây cái đám bảo bọc que mình không nói, đúng không Trần, phải không? Là cái đám tự nhục trong nước ấy. Cái đám tự nhục trong nước. Lấy cái câu chuyện ra nó bêm ông cụ. Và rõ ràng là Phong Trần và mọi người thấy là cái luận điệu mà mất dạy của tụi này. Rồi chưa kể khi tranh luận với tụi nó đó, nó bế tắc, nó không tranh luận lại thì nó cứ quy chụp cho mình ra là đệ tử ông này, rồi là đệ tử ông kia. Mình bảo ok, bạn kêu tôi là đệ tử ông nào đó thì bạn dẫn chứng ra, bạn chứng minh ra cho tôi thấy hoặc cho mọi người thấy là cái nhận định của bạn là đúng, đúng chưa ạ? Chứ đâu phải là bạn tranh luận xong bạn tranh luận không lại, bạn bế tắc thì bạn cứ quy chụp theo cái kiểu mà gọi là chấn áp, đúng không? Cái kiểu đó là kiểu gì? Rồi bế tắc thêm nữa là đi thêm tiếp một cái sai lầm nữa là gì? Đi vào cái nước cờ gọi là tự hủy luôn. Là gì? Mày chỉ là một cái thằng gì? Mày nói chuyện là biết mày là phát triển từ môi trường xã hội chủ nghĩa. Cái đó mới là đáng mang ra bem. Cái đó là thời qua mới mang ra bem, mới làm cái live buổi này và móc cái tên nó vào. Nó mới cầm mình được hai cậu, nó bỏ chạy. Đúng chưa? Thưa quán xin hỏi mọi người thôi, đất nước Việt Nam chúng ta ở môi trường xã hội nghĩa bao nhiêu năm rồi? Bây giờ chúng ta tính đơn giản từ năm 1945 tới giờ đi. Phải gần cả trăm năm chứ. Gần cả trăm năm là mấy thế hệ rồi. Thì có nghĩa rằng cha, mẹ, ông, bà, dòng họ, tụi nó đó,
được ăn uống đào tạo phát triển từ môi trường nào? Có phải từ môi trường xã hội chủ nghĩa không? Rõ ràng chưa ạ? Vậy mà bây giờ tụi nó mà đem cái điều đó ra để tụi nó tự nhục. Mà nếu tụi nó tự nhục vậy có phải là tụi nó vả vào chính mặt dòng họ tổ tiên của tụi nó? Thấy nó ngu không? Thấy bọn tự nhục nó ngu ở cái đoạn đó phong trào mọi người thấy không? Nó ngu tới mức độ đó. Mình nói thiệt, ok, cái chuyện mà người dân hay là những người này người kia có vài cá nhân ở sống sinh sống ở trên đất nước Việt Nam á, không yêu thích chế độ là cái chuyện bình thường. Đất nước nào cũng vậy, không riêng gì Việt Nam. Nước Mỹ, nước Pháp, nước châu Âu, nước gì cũng vậy. Thì đâu đó nó cũng có những con người không hài lòng với chế độ hiện tại là cái chuyện bình thường. Nhưng đừng có ngu, đừng có tự nhục. Đúng không ạ? Hóa ra bây giờ nó phủ nhận cái chuyện mà vai trò của xã hội chủ nghĩa. Vậy chứng tỏ là tụi nó trưởng thành ở trong môi trường nào? Thưa quan mới đặt câu vấn đề đó, thưa quan mới đăng bài đó, chụp chụp cái comment của nó lại. Trong khi tụi bay sinh sống trên đất nước Việt Nam, một nước theo xã hội chủ nghĩa gần cả trăm năm qua rồi mà lại tự nhục. Tới giờ phút này biết cầm cái điện thoại smartphone, biết đi bình luận, chứng tỏ là gì? Là người có đã trải qua, có biết ăn học, biết học con chữ, biết cách sử dụng điện thoại thông minh, thì có phải phát triển từ môi trường xã hội chủ nghĩa không? Vậy mà bây giờ nó lại quay qua nó tự nhục. Mọi người thấy thấy cái đám Tây nội địa, cái đám tự nhục này nó không? Còn cái chuyện thông quan nói, cái chuyện thông quan tranh luận với tụi nó, ok, nó mang ông cụ ra nó bèm. Thưa quan nói ok, cái đó là góc nhìn của mấy bạn, mấy bạn chỉ nhìn theo cái nghĩa đen. Nghĩa đen là gì? Là với thời buổi như bây giờ là mỗi nhà phải có tủ lạnh để thế này thế nọ. Còn ông cụ là ông cụ phản biện. Chúng ta phải hiểu câu chuyện là ông cụ phản biện là những lập luận ở bên ngoài, nó mang cái chuyện tiên tiến của nước ngoài, nó muốn áp đặt ở Việt Nam, và ông cụ phản biện lại. Có nghĩa rằng ở Việt Nam chúng tôi có xài tủ lạnh cũng được, không xài cũng chả sao. Nó cứ như vẫn vậy là phát triển, và chúng tôi cảm thấy hài lòng về cái chuyện đó. Đúng không mọi người? Có như là bây giờ thậm chí bây giờ người ta đâu cần tủ lạnh đâu. Tủ lạnh thậm chí bây giờ Việt Nam những vùng gọi là sâu xa hay vùng quê vậy, theo thời quan họ chỉ là để làm đá. Để làm đá uống là một. Hoặc là những cái món ăn nào họ ăn không hết trong ngày á, cá thịt gì đó thì họ trữ vào đó thôi. Và rõ ràng đó là gì? Đó là cuộc sống ở Việt Nam. Đúng không? Các bạn ở tiên tiến, các bạn vì cuộc sống, vì cái gì đó, các bạn xài tủ lạnh thế này thế nọ là chuyện bình thường. Còn Việt Nam chúng tôi đâu nhất thiết phải xài. Thậm chí Việt Nam bây giờ xài tủ lạnh là gì? Xài theo kiểu giống như là gọi là ganh đua đó, ganh đua với hàng xóm đó. Đúng không? Nhà ông có tủ lạnh thì nhà tôi cũng phải có. À là tự trang bị, thậm chí nhà ông có cái tủ lạnh to, tôi phải có cái to hơn, cái mới hơn, cái xịn hơn. Cái tâm lý người Việt nó lại vậy. Vậy mà tụi này nó mang ra nó bèm cụ. Nó cái chuyện nó mang ra nó bèm không á, mọi người thấy là cái vấn đề gì? Là chúng ta thấy thực ra là một là góc nhìn của họ nó bị hạn chế. Hạn chế ở đây thì họ không hiểu được cái câu chuyện của ông cụ nó đang phản biện lại vấn đề gì và theo cái nghĩa nào. Hai là những thành phần này tự nhục, có ý đồ bèm ông cụ để làm gì, là mang cái tư tưởng gọi là trấn áp lại những người ha, những người có cái tư tưởng đúng đắn, có cái nhìn nhận đúng đắn về quê hương, về đất nước, về văn hóa, về dân của dân tộc Việt Nam. Trấn áp người ta để người ta sau này thí dụ người ta có muốn phát biểu gì nữa, người ta không phải là dòm trước ngó sau, à mình phát biểu ra thì có bị đám tự nhục này nó cắn hay không. À, mình phát biểu cái này là có bị cái đám Tây nội địa kia nó bâu vào nó sủa hay không, khiến họ phải dè dặt. Cái đó là sự thật, mọi người công nhận với cơ quan điều đó không? Khiến họ phải dè dặt, và dè dặt thì như thế nào thì nó sẽ dập tắt bớt cái tiếng nói mang tính đúng đắn về quê hương, về đất nước, về cuộc sống hiện tại của người dân Việt Nam. Để làm gì? Để tụi nó nhồi nhét cái tư tưởng tư duy là gì? Tây là nhất, Mỹ là số 1. Me Tây đó mọi người. Tụi nó nhồi nhét cái tư tưởng đó, me Tây đó.
Trước đây thì mọi người cũng biết rồi, những thành phần gọi là ở trong cái giới nghệ sĩ như Hồng Vân hay Phan Anh đó, ca ngợi Nhật thế này, ca ngợi Nhật thế kia. Và khi mọi chuyện bây giờ bắt đầu với cái công nghệ thông tin bây giờ nó tiên tiến rồi, 4.0 tiên tiến, mọi chuyện nó đều lộ ra hết rồi. Thì tụi nó câm miệng tụi nó lại. Đúng chưa? Hoặc là những cái nước Mỹ, nước phương Tây cũng vậy, cũng mặt trái đầy rẫy ra đó. Thì tụi nó câm cái miệng tụi lại, tụi nó dám đâu? Có dám ý kiến hay gò gì đâu? Đúng không ạ? Nghe là mất cái cười. Cho nên là Thư Quang bức xúc, Thư Quang mới làm bật cái la heo góc nhìn Thư Quang nha, là ông cụ phản biện lại cái lập luận gọi là tiêu chuẩn kép, mang tức là muốn mang những cái tiên tiến, những cái gì đó của phương Tây ra rồi mà mang tính áp đặt cho Việt Nam, và ông cụ phản biện rất là hay. Về cái vụ chiếc tủ lạnh, mọi người mà tham gia trên không gian mạng Facebook chắc mọi người cũng thấy đâu đó những bài viết mà nói về ông cụ đó, nó bay ông cụ về tủ lạnh. Là hiện tại có một cái là làn sóng thì hơi quá, nhưng mà hình như là có một đang dấy lên một cái phong trào, một cái hiện tượng, hay là một cái hiện tượng nhỏ trên cái không gian mạng thôi chứ không phải là ngoài xã hội, và những thành phần nó đã cuốn theo cái câu chuyện mà thích minh tuệ hiện tại đó. Vậy nha mọi người nha. Rồi, tôi qua xin dừng cái like tại đây. Xin chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại ạ. Bye bye.